Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai nghị quyết 14 tỉnh ủy, xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức tổng kết đánh giá chiến dịch 30 ngày đêm tăng tốc giải phóng mặt bằng, đúc kết kinh nghiệm để tổ chức lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả trong thời gian tới. Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án tái định cư sẵn sàng để bố trí khi giải phóng mặt bằng cho các dự án, cố gắng hoàn thành trả nợ tái định cư 2024-2025 xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026-2030. Lãnh đạo các ngành địa phương bám sát kịp thời tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, gắn với bảo đảm chất lượng công trình dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Cùng với đó, tỉnh cũng giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban bồi thường nghiên cứu điều 14 nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật đất đai, tổ chức sơ kết 2 năm, thực hiện thí điểm ban bồi thường kiểm kê tài sản con người và điều kiện vật chất xây dựng đề án thành lập trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy thông qua trong tháng 8/2024